Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong MMO. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật một số thông tin trên dự án MemeFi. Thì hôm nay dự án nó đã chính thức công bố tất cả những cái điều kiện cũng như là nó những cái tiêu chí nào mà anh em đủ điều kiện nhận airdrop trên cái dự án MemeFi. Thì đây là một cái thông tin cách đây 10 giờ. Mình sẽ chia sẻ cho anh em. Rồi, ai sẽ nhận được airdrop của MemeFi? Hôm nay chúng tôi sẽ tiết lộ tiêu chí đầy đủ cho đợt Europe MemeFi. Một số bạn đã xem qua bản thảo trong các cuộc trò chuyện. Chúng tôi đã thực hiện một vài lần sửa đổi văn bản, vì vậy bạn nên xem một lần nữa ha. Bạn có thể tìm thấy tiêu chí đầy đủ trong bài viết sau. Tất cả các tiêu chí cốt lõi đều là tiêu chí thay thế. Chỉ cần đáp ứng một trong các tiêu chí đó là đủ điều kiện để nhận phần thưởng. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái trang web này ha. Rồi, thân gửi cộng đồng MemeFi, chúng tôi đã làm việc không biết mệt mỏi để đảm bảo nỗ lực khai thác của bạn được đền đáp xứng đáng. Thiết kế của đợt Europe lần này là vấn đề của nhiều cuộc tranh luận, thảo luận và nghiên cứu rộng rãi, sâu rộng ha. Rút kinh nghiệm từ những việc thất bại trong quá khứ, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để thực hiện hóa cơ hội chỉ có một lần trong đời này cho cả bạn và chúng tôi. Đây sẽ là một đợt Europe phức tạp, phi tuyến tính, có trọng số và tính đến dữ liệu bao trùm tất cả các lĩnh vực của hệ sinh thái MemeFi. Để ngăn chặn việc khai thác của những kẻ gian lận và những kẻ xấu khác, một số tiêu chí sẽ vẫn ẩn được đánh dấu là tiêu chí ẩn. Người nhận airdrop được chia thành hai loại: người dùng ứng dụng Telegram và cộng đồng Web 3. Thì ở đây thì anh em mình là nằm trong cái phần thứ nhất, đó là những người ứng dụng Telegram ha, những người dùng ứng dụng Telegram. Rồi, ứng dụng Telegram airdrop thì ở đây dự án đã xác nhận lại cái phần 85% là nguồn cung MemeFi sẽ dành cho phân bổ airdrop ha. Và ở tiêu chí đủ điều kiện ở đây thì hai cái tiêu chí chính mà anh em cần quan tâm đó, tiêu chí cốt lõi ha, đây là điều kiện cốt lõi này. Thứ nhất là tổng giá trị của tất cả các giao dịch mua ton cộng star, có nghĩa là tổng tất cả những cái giá trị mà anh em bỏ ra cái đồng ton á, để anh em có thể là giao dịch. Anh em mua sao nè, hoặc là mua ton ha, thì nó sẽ tính đến cái giá trị ton mà anh em đã bỏ ra này. Cái thứ hai đó là số lượng tiền xu, thì chỉ cần đáp ứng một trong hai cái điều kiện này thì anh em sẽ đủ điều kiện nhận Europe. Tuy nhiên ở cái phần số lượng xu này thì nó sẽ có một cái số lượng min tối thiểu mà anh em cần phải đạt được ha. Nếu như cái số lượng xu mà anh em dưới cái số lượng min mà dự án đưa ra thì xem như là anh em không đủ điều kiện ha. Nếu như anh em số lượng xu anh em không đủ điều kiện thì anh em sẽ quay lại cái điều kiện ở trên. Đó, thì anh em cần phải nạp ton vào để anh em mua ton hoặc là mua star. Thì chỉ cần một trong hai điều kiện này mà anh em thỏa mãn điều kiện ha, thì anh em sẽ đủ điều kiện nhận Europe nha. Rồi, các tiêu chí này là độc lập ha, chỉ cần đáp ứng một tiêu chí là đủ nhận được phần thưởng Europe tương ứng. Có nghĩa là trong hai nhiệm cái tiêu chí chính này này, anh em chỉ cần đạt được một trong hai tiêu chí này thì anh em sẽ đủ điều kiện nhận Europe nha. Rồi, tiếp theo là chỉ những người dùng đã thu nhập được số lượng tiền xu tối thiểu mới đủ điều kiện tham gia Europe. Người dùng vượt qua bất kỳ tiêu chí nào sẽ có điểm người dùng được xác định dựa trên tiêu chí vượt qua cao hơn. Những người chơi có số xu cao nhất sẽ nhận được phần thưởng theo cách không tuyến tính. Thì ở trong cái điều kiện mà số lượng xu này nè, anh em lưu ý là anh em còn phải đẩy mạnh, tăng cường cái số xu mình lên ha. Để khi mà dự án nó đưa ra cái số min, số xu mà anh em đạt được thì anh em phải tối thiểu là đạt được cái số min, cái số lượng xu mà dự án đưa ra nha. Đó, còn cái số lượng min như thế nào thì dự án vẫn chưa công bố nha. Đó. Rồi, ngoài hai cái tiêu chí chính ở trên ha, thì nó sẽ có một số cái tiêu chí thưởng thêm ở dưới đây. Thứ nhất là tiêu chí ẩn ha, tiêu chí ẩn là những cái tiêu chí mà dự án sẽ không công bố. Tiêu chí thứ hai đó là giao dịch ton trên chuỗi ha. Tiêu chí thứ hai là tiêu chí giao dịch nè, anh em bỏ ton ra giao dịch nè. Tiêu chí thứ ba là tham gia tặng quà ha. Thứ tư là MemeFi cao cấp, thì đối với những anh em nào mà đã mua một ton á mà anh em có được cái danh hiệu MemeFi Premium á, thì đây là những cái tiêu chí mà anh em sẽ được thưởng nha. Đó.
Rồi ở đây chiến dịch. Chiến dịch có nghĩa là một số cái nhiệm vụ hoàn thành ở trong cái mục earn á. Ví dụ như anh em xem video hoặc là giải những câu đố ở trong cái mục earn ha, thì nó cũng sẽ là những cái tiêu chí mà sẽ giúp cho anh em có được cái hệ số thưởng thêm nha. Các tiêu chí này sẽ có hệ số nhân cụ thể để tăng điểm cho người dùng. Đó. Rồi quan trọng là do số lượng người dùng ứng dụng Telegram lớn, chúng tôi đã phân bổ một phần lớn hơn gấp bội phần trăm nguồn cung cấp Europe cho nhóm này, chỉ dành cho người dùng Web 3 so với phần còn lại của nguồn cung cấp Europe cho người dùng ứng dụng Telegram. Rồi, phía dưới này là phần Europe dành cho những người dùng Web 3, thì cái này mình lướt qua ha. Ở đây mình không quan tâm ở phần Web 3, mình chủ yếu quan tâm ở trên cái người dùng Telegram thôi nha. Đó. Rồi, ok ha. Như vậy anh em sẽ vào cái Telegram. Đó. Thì mình tóm lại ha, ở đây dự án nó sẽ đưa ra hai cái tiêu chí mà điều kiện. Đó. Điều kiện thứ nhất là một số anh em sẽ bỏ cái đồng ton ra giao dịch á, thì tổng những chi phí mà anh em đã bỏ ra cho dự án này là bao nhiêu ha. Và thứ hai là số lượng xu. Thì trong hai cái điều kiện chính đó ha, anh em chỉ cần thỏa một trong hai là đủ điều kiện nhận Europe. Tuy nhiên ở cái mục mà cái số lượng xu á, thì anh em phải đảm bảo rằng là cái số lượng xu của anh em phải đảm bảo cái số lượng là có nghĩa là phải lớn hơn cái số lượng xu tối thiểu mà dự án đưa ra ha, thì anh em mới đủ điều kiện. Thì tốt nhất là anh em nên tăng cái số lượng xu càng nhiều càng tốt ha, để đảm bảo rằng cái số lượng xu của anh em phải đạt cái mức tối thiểu ha trở lên. Đó là cái tiêu chí Europe. Ngoài cái hai cái điều kiện chính đó ra thì anh em sẽ nhận thêm cái hệ số thưởng. Thì hệ số thưởng này nó sẽ phụ thuộc vào những cái phần như là anh em làm nhiệm vụ ở đây. Hơn. Anh em sẽ kiếm hoàn thành các cái nhiệm vụ và xem video ha. Thì ở đây nó có cái phần view AG nè. Thì đây chính là cái số nhiệm vụ mà anh em đạt được ha. Thì nó căn cứ vào cái số nhiệm vụ này nó sẽ cho mình cái hệ số thưởng cho cái mục là hoàn thành các cái nhiệm vụ thưởng ở đây. Ngoài ra thì với cái những anh em nào mà đã tham gia mua cái danh hiệu premium thì nó cũng sẽ có một cái hệ số thưởng cho những anh em đó ha. Rồi. Và một số giao dịch check in hàng ngày, anh em bỏ ton ra check in thì anh em cũng sẽ có được những cái hệ số thưởng tương ứng với những cái việc mà anh em đã bỏ ra ha. Đó như hồi nãy này thì tóm lại thì đối với dự án này thì anh em cố gắng là tích xu càng nhiều càng tốt. Và thứ hai, anh em có thể là bỏ một ít ton ra để anh em mua ha. Thì nói hai tiêu chí đó là một trong hai anh em đủ điều kiện thì sẽ nhận được thôi nha. Đó về cơ bản như vậy nha. Thì dự án nó chỉ công bố cơ bản như vậy, còn sau này nó sẽ xét duyệt và nó sẽ đưa ra cái số min, cái số lượng xu là bao nhiêu ha. Thì đủ điều kiện đó nha. Rồi thì mình xin nhắc lại cái thời điểm mà TGE cũng như là lít sàn của dự án này, đó là cái ngày là 30 tháng 10 anh em nha. Đó, thì ở đây một số thông báo mà nhắc lại ha, MemeFi sẽ niêm yết trên 6 sàn GET hàng đầu. Đó, việc niêm yết sẽ đẩy lùi đến ngày 30 tháng 10. Và tiêu chí đủ điều kiện sẽ là số lượng xu ha, nhưng sẽ có những hệ số nhân và tiền thưởng từ việc tương tác với nhiều khía cạnh của hệ sinh thái MemeFi. Đó, như vậy nha. Thì tương ứng với cái thông báo lúc trước mà nó đã thông báo ha, thì anh em có thể thấy được là tiêu chí đủ điều kiện nó sẽ chính thức là bằng số lượng xu ha. Và thứ hai nữa là cái số ton mà anh em đã bỏ ra đầu tư để mua những cái phần ngôi sao cũng như là mua những cái spin ở trên cơ giảng này ha, thì nó sẽ một trong hai tiêu chí đó. Nếu như anh em nào đạt một trong hai tiêu chí đó thì anh em sẽ đủ điều kiện nhận Europe nha. Rồi ok, thì video này xin kết thúc ha. Nếu thấy video hết thì cho mình một nút like để ủng hộ video. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn quả chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.